Vậy thì chắc chắn cái đêm tân hôn đó nó tuyệt vời lắm đúng không? Thì ông thầy cũng phải làm ông thầy luôn à. Chắc chắn phải làm ông thầy chỉ cho cô này luôn. Đúng không? Nói thật từ đêm tân hôn thì vợ chồng em tới ngày thứ ba mới được tân hôn á. Chắc là đếm tiền quá. Dạ đúng rồi, bữa đầu tiên là đếm tiền. Thì đưa đám cưới xong rồi khách cửa ra về rồi bắt đầu ôm cái thùng tiền về nhà đếm. Thì nghĩ là chắc là tiền cũng ít lắm, không có nhiều rồi nhiều đâu. Bắt đầu ngồi đếm à. Rồi cuối cùng ngồi hai vợ chồng đếm hoài hơn tiếng hồ, gần hai tiếng hồ chưa xong. Phải kêu cha mẹ rồi anh em thì vô phụ đếm nữa. Tiền nó mới xong được. Và đếm xong thì tới 2 giờ sáng tiêu. Và chia tay với cặp vợ chồng đầu tiên thì ngay bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện của cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào họ. Hai bạn này có gương mặt rất giống nhau rồi chị ha. Mặt phu thế nè. Không, nhưng mà vậy chị cảm nhận ở cái cặp đôi này có một điều gì nè. Vợ em nhõng nhẽo lắm phải không? Em thấy hay... chiều vợ em dữ lắm phải không? Dạ, hay quá. Đúng không? Hay quá. Quá hay luôn. Sau đây tôi đi làm thầy bói nè. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Phan Quang Thắng. Năm nay em 31 tuổi, hiện là em là giáo viên toán. Thắng là giáo viên. Dạ. Là thầy. Em tên là Lê Nguyễn Trúc Vi. Hiện tại em 25 tuổi, em đang là kế toán. Em làm việc chung trường với ông xã em. Hai người đều làm một công việc là có chữ toán ở trong đó. Mà chung một ngôi trường. Dạ chung trường. Thế thì hai bạn chung trường chắc có lẽ là tình yêu cũng nảy nở phát sinh từ cái trường đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không phải tại trường em công tác, mà tại lúc đó khi mà em gặp ông xã em á, là lúc đó em đang học lớp 10. Còn ông xã em hiện lúc đó là đang là giáo sinh thực tập, thì ở thành phố về tỉnh thực tập. Cái là coi như em bị tiếng sét đầu tiên, ái tình đầu tiên. Dạ, chồng em đẹp trai quá. Mới thì... lớp 10 thôi mà dễ sợ. Lúc đó em nhìn chồng em như là trung minh quốc thái á, đẹp lắm. Còn bây giờ là không bằng đâu. Bây giờ đẹp giống ai? Bây giờ giống, bây giờ giống Minh Béo. Ủa gì kỳ vậy? Mày nói quá nè. Trời ơi, từ quốc thái mà xuống quốc thuận còn đỡ nghe. Quốc thái mà xuống Minh Béo. Lúc đó chắc có lẽ là em đâu có ấn tượng gì về cô học sinh này đâu. Không có ấn tượng gì, bất cứ một ấn tượng nào. Lúc đó vô mình vừa thực tập giảng dạy, đồng thời vừa thực tập chủ nhiệm á. Thì ban đầu vô thì thấy vợ em là trong lớp á, là nhìn thấy đen lắm. Đen. Và thứ hai nữa là lùn. Nhưng mà đừng cái là nhanh nhạy thôi. Và em cũng biết á, là học trò nó có cái tình cảm với mình. Cứ mỗi lần đi đâu á, là bắt đầu là phải thầy chở à. Chứ cũng không chịu ngồi sau xe. Tức là lúc đó em ở trong cái tư thế gọi là bị học trò tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thầy mỗi lần vậy lại nói với ông thầy sao? Em nói thầy chở em đi chứ em không đi với mấy bạn đâu. Mà thầy cũng đồng ý luôn. Dạ thì em leo lên là không lẽ thầy đuổi em xuống thôi. Nhưng mà mình biết là thầy cũng thích mình, tại thầy cũng không để ý tới mình. Rồi 2 năm sau là coi như không liên lạc, cũng quên thầy luôn, cũng không nhớ luôn. Đến khi mà em... Đúng rồi, trong em chỉ còn động lại Trung Minh Quốc Thái thôi. Dạ. Tại vì xem phim văn nghệ. Tôi biết, tôi từng bị rồi. Rồi sao? Rồi sau 2 năm là em thi đến, em học lớp 12 là em thi tốt nghiệp và thi đại học. Thì lúc đó là bạn em có tặng cho em cái điện thoại. Học đó là năm 2008 là điện thoại là mới bắt đầu lại là sốt á. Em biết giờ gọi cho ai cái em nhớ số thầy, nhưng mà số thầy của em đẹp đó. Cứ bấm nhưng mà em không gọi, em nhá. Nhá xong cái em tắt. Em tắt xong cái em không, em nghĩ là thầy sẽ không gọi lại đâu, nhưng mà chút xíu nữa sau cái thầy gọi lại. Thầy hỏi ai vậy? Cái em nói dạ thầy em là Vi, học lớp 10 trên 5 hồi đó trường Nguyễn Chiểu, thầy chủ nhiệm em á, thầy có nhớ không? Nói là thầy nhớ rồi. Cái cảm giác của ông thầy mà nhận được cái cuộc gọi của cô học trò từ hồi xưa thì lúc đó như thế. Thì em cũng hơi bất ngờ, nhưng mà em cũng nhớ lại hồi trước á, cái cô học trò này thích mình nè. Đó, chỉ nhớ vậy thôi. Rồi sau đó thì cũng em cũng là gọi điện qua lại hỏi thăm này kia. Thì cái đêm trước hôm thi tốt nghiệp á, gần em đi ngủ em lại thấy tin nhắn, em mở ra coi. Anh thích em, ngày mai thi tốt nhé. Thỏ tình điện thoại nha. Thì lúc đó thì em thấy là cô bé lớp 10 ngày nào giờ sao thay da đổi thịt. Thay da đổi thịt, khổ sao quá, xinh xắn quá. Khoảng này lúc đó mình cũng chưa có người yêu nữa. Mình cũng biết chắc là cô bé này nó thích mình nữa. Nên thôi vậy là mình chắc ăn rồi. Nhắn tin tỏ tình luôn. Rồi bao lâu thì cưới? Dạ 3 năm sau rồi tụi em 3 cưới. Năm sau. Dạ. Rồi trong 3 năm đó giữa thầy và trò là có cái gì nó đi vượt quá không? Dạ không ạ. Thì tại vì em là giáo viên á, thì mình phải giữ cái hình tượng người thầy. Mình làm cái chuyện gì mà không có hay á, mà học trò mình nó biết á,
rồi mình thấy nói học trò nó không phải nghe nữa, cho nên là tụi em yêu nhau thì cũng bình thường, là dẫn đi ăn trong tháng rồi thôi, giữ gìn cho tới ngày cưới luôn hả? Dạ. Ôi siêu phàm thiệt. Và ông thầy này đúng chuẩn mực là một ông thầy. Chuẩn rồi, hay mà. Hay là phải chuẩn đó. Thì chắc chắn cái đêm tân hôn đó nó tuyệt vời lắm đúng không? Thì ông thầy cũng phải làm ông thầy luôn. Chắc chắn phải làm ông thầy chỉ cho cô này luôn. Đúng không? Nói thực sự đêm tân hôn thì vợ chồng em tới ngày thứ ba mới được tân hôn á. Chắc là đếm tiền quá. Dạ đúng rồi, bữa đầu tiên là đếm tiền. Thì đi đám cưới xong rồi khách cửa ra về rồi bắt đầu ôm cái thùng tiền về nhà đếm, thì nghĩ là chắc là tiền cũng ít lắm, không có nhiều rồi nhiều đâu, bắt đầu ngồi đếm rồi cuối cùng ngồi hai vợ chồng đếm hoài hơn tiếng đồng hồ, gần hai tiếng hồ chưa xong, phải kêu cha mẹ rồi anh em thì vô phụ đếm nữa tiền nó mới xong được, và đếm xong thì tới 2 giờ sáng tiêu. Mệt quá đúng không? Mệt quá rồi ngủ luôn. Qua một đêm, đêm thứ nhì. Dạ, đêm thứ nhì thì tối thì ảnh nằm chờ sẵn rồi, nhưng mà mình mới làm dâu thì cũng phải dọn dẹp, sau đó thì mệt quá là mất hai đêm. Dạ. Em lên em ngồi nằm chờ sẵn rồi, vô cũng hí hửng lắm, rồi xong vô tự nhiên vợ quay qua ngủ mất tiêu, khều thấy gạch tay cả rồi xong ngủ luôn. Ngủ luôn. Trời ơi, tao chuyển cái cảm xúc nó chuyển từ hí hửng qua hụt hẫng. Rồi đêm thứ ba. Dạ đêm thứ ba thì tân hôn buổi trưa, phải là trưa tân hôn. Dạ lúc đó là ăn cơm trưa xong thì hai vợ chồng mới vô phòng nghỉ rồi lúc đó thì nói chuyện qua lại, khều qua kẹo quẹt lại rồi xong rồi mới bắt đầu là có trưa tân hôn. Vui mà trưa cũng vui hả? Dạ. Là vui ông cũng, thầy anh cũng đúng vai trò là một ông thầy luôn. Ông thầy không giảng bài mà được một cái là cô học trò cũng 3 ngày mới tiếp thu được. Dạ. Chậm hiểu. Vất vả lắm chị. Vô là vợ em là cười hoài à, không biết làm sao hết á. Mà nói thay em cười nó, em nhìn anh mới cười quá em cười. Rồi đùng vô cười nữa là nó bị nhột cái đó. Như vậy đâu có trơn tru đâu ta. Rồi cuối cùng anh có biết em làm sao? Em lấy cái gối á che mặt vợ em lại á. Trời đất ơi. Rồi lúc đó mới xong mới thành công được á. Em phải dựng cái gối cho em. Ê, mở cái gối để em cười nữa. Không thể nào tưởng tượng được rằng là một cái buổi trưa tân hôn đầu tiên mà hai cái mặt không thể nào nhìn nhau được. Mà hai cái mặt nhìn cái gối là một cái hì hụt nè. Trời ơi. Nhưng mà chị hỏi nè, như vậy á thì là trong cái cuộc sống vợ chồng á, là cho đến thời điểm này là thầy vẫn giữ vai trò của người thầy hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, giảng dạy em giống như học trò đó mà. Thầy dạy hết luôn. Dạ, ảnh dạy em là em phải cư xử với mọi người như thế nào. Em dạy làm vậy không ăn, phải cách dạ, ở cách rồi. Làm dạ. Cơm nước phải nấu như thế nào. Mệt không em? Mệt không? Dạ cũng mệt ạ. Đúng là học trò, có nghĩa là ngây thơ lắm, giống như cái gì cũng chưa biết á, phải chờ đó, thầy chỉ hết đó. Em cho ví dụ là đang ăn bánh mì chấm sữa, tự nhiên hỏi câu nói, ủa anh sữa này làm từ con bò hả? Em cũng biết đừng trả lời sao. Vậy là uống sữa cô gái Hà Lan, cái ủa anh sữa này của cô gái Hà Lan hả? Dạ em cũng có hỏi luôn. Còn ngoài ra còn có những câu hỏi nào khó đỡ không? Dạ nhiều lắm á, người ta đang nuôi vịt á, tự nhiên la lên, ôi anh cò kìa, trời ơi em muốn đồn thổ luôn á. Trời ơi cò đâu, cò con vịt của người ta mà cò. Là đi qua thấy con bò á, nói anh ơi con trâu. Nói trời ơi trâu đâu, trâu bò. Ủa sao kỳ vậy? Dạ tại từ hồi nhỏ đến giờ đó em chỉ ở trong nhà, rồi em đi học rồi em về nhà thôi, em không có tiếp xúc với cảnh ruộng lúa đồng ruộng gì hết trơn. Nói chung là em không có. Không, nhưng mà bạn này là có trường hợp chị chứng kiến. Tức là chưa tiếp xúc, chưa cảm nhận được. Giống như đi xe mà trên đường đi vậy nè, mà thấy đồi núi ha này cái nọ mà ôi nó, trời ơi chị sa mạc kìa chị. Chị thấy có mà rất chân thành thiệt, cái đó là có luôn. Nói chung là từ những cái nhận định của chị Hồng Vân nói về sự chân thành, dạ, thì bây giờ anh mới hiểu tại sao em gọi chồng em là Minh Béo. Rồi á, máy bay lên trời nó có bóp kèn không hỏi đó thiệt. Thôi anh nghĩ rằng là trong cuộc sống cô học trò này chắc chắn là sẽ còn hỏi em nhiều, hỏi nhiều cái câu, hỏi nhiều nữa. Cũng nói chị luôn là vợ em tin người lắm, cứ nói ra sao nghe vậy à. Ví dụ như cái chuyện mà em hồi trước đang ở chung với ba mẹ thì mẹ mới kể nó vui thôi, nói là thằng Thắng ra ngoài nó đi tập thể dục thì nó đâu có đi đâu, nó làm biếng mà nó kiếm chỗ nó ngủ. Rồi sau đó con chó nó đái lên chân nó biết đường, nó tỉnh dậy nữa nó chạy nó đi về. Rồi cuối cùng vô trường kể cho mấy thầy cô trong trường nói y chang vậy luôn á. Nghĩa là tin đó là thật luôn. Dạ, tưởng tin đó là thật luôn. Chồng em nói là thật, tại vì chồng em cũng làm biếng tập thể dục rồi ra ngoài dựa cục điện ngủ rồi xong rồi chó đái lên chân rồi vậy. Em mẹ chồng em hiện tại cũng đang ngồi ở dưới. Ồ vậy dạ, đang ở sân. Em tưởng là thật, em mới kể cho những thầy cô trong trường nghe. Nhưng mà chị hỏi nè,
Dạ. Rồi ngủ là có phải ru không? Dạ. Là phải ầu ơ với dầu là mới ngủ được. Mà ngủ là phải có em kế bên, còn không có là không ngủ được. Vậy đó hả? Dạ. Dạ, phải có nằm bên cạnh em mới ngủ mà. Rồi đi mấy lần không đi công tác chứ, thức đi công tác xa là thức dạ, sáng hả? Từ hồi cưới giờ là chưa có đi đâu qua đêm hết. Đi rồi em khóc á, khóc chịu cũng được. Trời không đi rồi, đâu chết rồi. Bây giờ em chưa nôn có con là đúng rồi. Y chang em nuôi con còn gì nữa. Thì đó, nuôi này, nuôi một đứa con là con nữa. Anh nghĩ đó là những cái đức tính đáng yêu của vợ em á chứ. Ông thầy này rất là chiều học sinh. Đúng rồi. À, còn em, ông thầy này nè, ông có tật xấu gì không? Dạ, thì chồng em thì hay nóng tánh. Ví dụ nếu như mà đã chiều vợ được á, thì chiều luôn 100% đi. Chứ đến khi mà chiều cũng được, giữa chừng bắt đầu la lên. Thầy nói em có biết hiểu không? Hỏi vậy thôi. Lúc con lên cơn đó là kêu thầy chứ dạ, không em nữa. Thầy nói em có hiểu không? Ừ. Dạ. Cũng nhiều khi em ở trên trường á, rồi em dạy học trò nó nghe bực quá. Rồi về nhà nói vợ cũng nghe bực quá thì nói giống như là học trò trên trường vậy đó. Tụi em á, thì chị nghĩ rằng á, chồng em á là đủ tất cả những cái phẩm chất của một cái người chồng, một người cha sắp tới và một người trụ cột của gia đình rồi. Yeah. Đó, cho nên rằng chỉ là em xem xét xem là cái việc nóng tính mà vợ em mong muốn em thay đổi đó, em coi có điều tiết được hay không. Bởi vì vai trò của em bây giờ vẫn là người thầy, vẫn là người trụ cột của gia đình mà vợ em vẫn hoàn toàn nương tựa cho em. Cho nên là chị nghĩ rằng em đủ bản lĩnh, em điều tiết được cái cuộc sống của gia đình em rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Yeah, và chắc chắn là anh hy vọng hai vợ chồng về sẽ có một đứa con.